Chào mọi người, ngày mới tốt lành. Hôm nay tôi xin chia sẻ đến mọi người một cách chỉnh bí ẩn trong trò chơi rất nổi tiếng từ xưa giờ, mọi người thường gọi là Mộc Đế. Đây chính là phần 1 kinh điển của hãng Nintendo. Tên gốc tiếng Anh, phiên bản tiếng Nhật dịch ra là Fire Emblem Angoku Ryuto Hikari no Tsugi. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ đó là cách chỉnh bí ẩn, chỉnh nghe nhạc. Anh em hãy chú ý xem. Để chỉnh nghe nhạc được trò này thì bắt buộc phải đi qua một map. Vừa lúc qua map á thì nó sẽ cho mình save data, lưu dữ liệu, thì sau đó nó sẽ hỏi mình tiếp tục chơi hay là mình chọn trở lại từ đầu. Thì mình sẽ chọn trở lại từ đầu và bắt đầu chỉnh. Để đi qua hết một map thì rất là lâu và tốn thời gian, nên tôi đã đi sẵn gần sắp qua map 1 đầu tiên. Tôi đã xử xong thằng tướng của nó rồi, bây giờ chỉ việc cho tướng mình chiếm thành là xong. Bây giờ tôi sẽ cho tướng lên chiếm thành. Mình có lưu trò chơi lại không thì mình có thể chọn lưu hoặc không lưu, nhưng mà ở đây tôi chọn là lưu. Rồi sau đó nó hỏi chọn có chơi tiếp hay không thì tôi sẽ chọn là no. Rồi sau đó bắt đầu chỉnh theo thứ tự như sau: lên xuống trái phải lên A. Thì đây nó bắt đầu vô menu để nghe nhạc. Thank you.
đây chính là nhạc tôi ưa thích nghe nhất trong trò chơi này. Tôi đã nhấn nút start để nghe và xem các loại phim và trận đánh từ đầu đến cuối. Thì phần chia sẻ hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại trong các lần tới. Xin chào.